Bây giờ mình nói tới tông la nè. Tông la. Tông la mà bài giả từ đó. Đó. Giờ mình nãy giờ mình dây quanh cái vấn đề ở chỗ mà cái nốt á, cái nốt của nó khi mà kết thúc nó nằm ở nốt mi đi. Mình cho là nốt mi đi. Đúng không? Nhưng mà không phải nó đá gì ở chỗ nốt mi mà mình phải lên mi. À, nhưng mà khi mình mới học á là mình phải bỏ đúng. Nhưng mà mình chơi riết quen á mình phải bỏ trò âm cho nó sai ra. Nó sai thì nó mới đúng. Thì nó nằm ở đây. Nếu như mình bỏ la thì nó tạm chấp nhận. Còn bỏ lên mi nó rất kỳ. Nhưng mà lên đôi nó hay hơn. Đúng không? Đó là cái nghệ thuật bỏ âm mà. Mình bỏ sai. Bỏ sai cho nó sáng lên. À, đó. Chẳng hạn như cái chỗ nãy là chỗ điệp khúc đúng không? Điệp khúc. Đó. Như nãy Khánh á trẻ qua son. Nhưng mà khi nó nhiều lúc có chỗ điệp khúc với pha qua son á, nhiều lúc đó, cái bài giả từ này là nó sẽ không hay bằng á, là từ pha mình trẻ lên mi thứ. Lên mi thứ và qua đô. À thì cái dòng mà la pha son đô này mình không có nói đâu, bữa giờ là không có tuyệt đối. Đó không, chẳng hạn như vậy nè. Em sáng ăn rồi chôn kỷ niệm vào mềm lề sâu thắm ướt đôi mi, xin em một lần cho ước nguyện tình yêu vui, thương yêu không tròn thôi xa từ đi em ơi. Đó, cái lên đô nó sáng lắm. Mình đừng có quan trọng là cái nốt này nè, sao mà nó không có đúng gì hết trơn á, đúng không? Nhưng mà thật sự là trong một cái hợp âm á, khi mà anh nó nằm ở cái nốt mi này nè, nó đã trùng hai nốt với thằng đô rồi. Thật sự cái này, nếu như mình bỏ cái dây bass số 5 này lên đi, mình đánh từ dây 4 rồi xuống, đúng không? Còn giờ thêm đô rồi chứ, không để cho nó sáng lên, nó đã trùng hai nốt rồi, đúng không? Nốt mi với nốt đô, bây giờ mình thêm nốt đồ vô nó sẽ hay hơn là mình để la thứ. À, nhiều cái như vậy. Cái chỗ này lên pha trưởng mà bây giờ mình ken cái nốt bass này nè, nhiều lúc nó đâu có đúng, nó không có đúng, cho nên nó là mình cứ hát đúng mình bỏ sai. Thì nhìn nó nói hơi lơ mơ lắm, nhưng mà khi mình chơi quen rồi á mình phải bỏ âm theo kiểu khác, còn mình mới học á là nên phải bỏ đúng. Đó. Bây giờ mới vô, bữa mình hướng dẫn cái bài giả tượng thì mới vô đó, thì rất là nhiều người ta tranh cãi là mới vô cái người kia thì kêu là lên pha đó, cái người thì như la cũng được, đúng không? Thì mình thích thì sao, mình thích mới vô thích vô đô, thì cái lỗ tai của mỗi người á mỗi khác thì sao cũng được hết đó. Thí dụ như cái người trên mạng comment nói mới vô phải bỏ qua pha, thì đó là cái lỗ tai người ta thích, cái lỗ tai người ta thích pha. Ví dụ tôi đợi chân đớn côi thì người ta thích chổi lên, đúng không? Nhưng mà mình thì mình khác, mình nói là tôi đợi chân đớn côi góc mòn đại lộ buồn đèn điểm mong ở nhà hồn lăng tâm đi vào gì mà chỗ này là đâu liên quan gì đâu, đúng không? Không ai dám bỏ cái chỗ này lên đô hết, nhưng mà mình cứ bỏ lên đô đi là nó hay hơn. À ha, đi vào gì mà cũng đúng, đúng không? Đi vào gì mà cũng đúng luôn, nhưng mà mình thích qua đô chơi vậy đó, cái lỗ tai đó. Và ngày nào trong thương nhớ vì mà em bước theo chồng. Rồi giờ được khúc nè, coi nè. Em sáng nắng rồi chôn kỷ niệm vào từng đêm, hôn lên tóc mềm lề sâu thắm ướt đôi mi, xin em một lần cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không còn thôi xa từ đi em ơi.
coi như là cứ tự do đi. Bây giờ lưng bỏ lên la cũng được, mà bỏ lên đô cũng được, như cái lỗ tai lưng nó thích lên mí. Cái hộp âm nó phải đúng cái nốt. Tại giờ mình chúng nó theo, nó theo từng cái giai đoạn à. Tới một cái giai đoạn nào đó là bắt đầu là hộp âm mình bỏ, khi mình hát mình bỏ âm nó không có liên quan gì tới cái nốt đó luôn á. À, thì thấy có người vậy nè, em sáng ngang rồi cũng được vậy, để khúc ta bỏ xuống rê được không, cũng được. Còn bây giờ mình thích cái chỗ đó nó sẽ chói sáng hơn, chói sáng hơn mình lên pha. Còn bây giờ cái gì người ta bỏ rê nè, thấy không, em sáng ngang rồi chuông kỷ niệm vào từng nhớ, nó cũng xong à, nó xong theo cái cấp độ của cái người đó. Đơn giản lắm. Cái này nó vô vàng lắm. Đúng không? Lỗ tai của mỗi người có cái sở thích của mỗi người mỗi khác, cho nên mình cứ thoải mái đi. Khi mình hiểu được cái nguyên lý đó là mình muốn vận hành hợp âm nào cũng được. Đó, nó vậy. Nó rất là đơn giản. Tông nào cũng vậy. Tông mi cũng vậy, tông la cũng vậy, tông rê cũng vậy nữa. Đó. Cho nên nó là lần cứ hát đúng rồi. Hát đúng với cái ca từ, còn hợp âm mình bỏ sai là xong. Đó, bài nào cũng vậy thôi. Đó, như chỗ này là nãy nè, chỗ này khánh chặt qua son nó đâu có đã. Đó đâu nè, em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ. Cái son này nó làm mình chất quá. Bây giờ mình xuống mi thứ mình dằn nó lại, mình dằn âm lại chút để mình đá nó qua đô, nó sẽ hay hơn là đi một khuôn từ pha qua đô. À, sáng ngang rồi chôn kỷ niệm vào tim nhau, nó hay hơn nhiều. Còn qua son là nó chất quốc, có nghĩa là lúc nhiều lúc mình đánh vậy đó là do là cái dòng ca nông mình quen, đúng không? Cái dòng ca nông mình quen mình cứ đi theo đó, nhưng mà mình cảnh báo rồi 60% thôi, nó không tuyệt đối được, cho nên là phải để ý đó, nó vậy đó. Còn công cũng vậy. Bây giờ mình đánh cái bô rô cũng vậy, nó khi mình rải xuống mình chách lên cũng phải từ từ thôi nè. Nè. Chứ không phải là thì tôi hát, không ai hát nổi á. Đó, nó vậy thôi. Còn mà nãy hỏi mà vấn đề bây giờ chuyển hợp âm á, chuyển hợp âm ở cái tay mình nó bị khực hoài à. Bây giờ đâu có bí quyết nào, chỉ có ngày nào mình cũng chơi, ngày nào cũng luyện á là nó sẽ ok. Cái người chơi đàn là hơn nhau cái tham nó nằm ở cái tay phải, chứ cái tham nó không phải nằm ở tay trái. À, đúng không? Bây giờ cái tay phải nó yêu cầu như vậy mà tay trái không đáp ứng được. Đó, tại vì cái tay phải nó không có ngưng. Bây giờ là chỉ có ngày nào mình cũng khổ luyện. Đó, một người đờn 5 năm chứ người đờn 3 năm, nhiều lúc á thằng 3 năm nó đờn khét nghẹt hơn. Đâu có nói được. Tham ta chơi nhiều hơn. Còn tham mình ít hơn. Cho nên phải luyện hoài nó mới dẻo, nó đưa mình vô máu luôn. Đó, nó vậy thôi. Rồi.